Quý vị muốn có một làn da trẻ đẹp vĩnh viễn, hãy đến Hồng Kông Seafood City tìm cho mình nhân sâm Hàn Quốc có tác dụng chống lão hóa, bổ toàn diện thể lực và phòng ngừa ung thư. Đặc biệt, Hồng Kông Seafood City có bán tất cả các loại yến nhập từ Thái Lan, Việt Nam, Indonesia. Nhân dịp Tết Trung Thu, chúng tôi có bánh Trung Thu nhập từ Hồng Kông, mua một tặng một. Hồng Kông Seafood City, xin kính mời.